Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ về cuộc đời của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nhờ ăn ở hiền lương, được trời thương Phật độ mà ban cho lộc lớn. Từ 50 tuổi đến thời đổi vận, số mệnh giàu sang phú quý, tiền bạc vây quanh, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong mình gặt hái được nhiều điều tốt đẹp, nếu như không thể giàu có bằng người khác, thì ít nhất cũng trải qua một cuộc sống an nhàn, bình yên bên những người mình thương yêu. Để có được những điều này, mỗi người đều phải nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân từng ngày. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là được tận hưởng nhiều may mắn. Có những người trước khi đến với thành công, phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, họ chỉ dám trông mong mỗi ngày mình sẽ thay đổi, không nghĩ đến những tháng ngày tới mọi thứ sẽ như thế nào. Mới đây nhất, tử vi Phương Đông tiên tri báo trước rằng, những người tuổi Ất Mão 1975, từ 50 tuổi trở đi chắc chắn sẽ có một giai đoạn thịnh phát lấy lại những gì đã mất sau khi trải qua không ít đắng cay. Kính thưa quý khán giả, tính cách quyết định tương lai của Ất Mão, và đây là hai tổng quan các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên tuổi Ất Mão, và có 3 tiết lộ chi tiết vận trình của tuổi Ất Mão theo luận giải ngày sinh, tháng sinh. Có 4 điều quan trọng để tuổi Ất Mão trở nên giàu có, và 5 lời khuyên cải biến vận mệnh tuổi Ất Mão, và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão là con mèo, con giáp đứng thứ tư trong 12 con giáp. Người tuổi Ất Mão sinh 1975 thuộc mệnh thủy, thì xét theo nạp âm là mệnh đại khê thủy, tức nước từ dòng suối lớn. Người mang mệnh này có tính cách ôn hòa, hiện lành nhưng rất khéo léo. Họ thích giúp đỡ người khác và coi đó là niềm vui của mình. Quý mệnh chủ cũng là những người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Đến khi trưởng thành, nếu được làm việc trong môi trường phù hợp, họ sẽ là những nhân viên ưu tú ham học hỏi và có vốn kiến thức rất sâu rộng, sáng tạo không ngừng nghĩ. Người mệnh này rất thích sự tự do, thoải mái, ghét bó buộc trong khuôn mẫu, nhưng mà họ cũng là người làm việc theo cảm hứng. Gặp phải việc không có hứng thú thì sẽ lười nhác và khó đạt được kết quả như ý muốn, vì cả can và chi Ất Mão của người sinh 1975 đều thuộc hành mộc, và năng lượng một kép này giúp cho người Ất Mão có đặc trưng tính cách là vô cùng hào phóng và luôn biết cảm thông, thấu hiểu với người khác. Người tuổi này luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện, đôi khi họ tốt bụng quá nên dễ bị lợi dụng mà lại không biết cách từ chối yêu cầu của người khác. Ất Mão đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp và thích cái mới. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế. Biết nhìn xa trông rộng, tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người. Tuy nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng, người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán, chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật như sống tự do, tự tại, sống lạc quan, yêu đời, lương thiện và bao dung. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sống thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh để đi tới thành công. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ, trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc vấn thân vào tình huống mới mà chưa CA nhắc đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng,
không thể tìm được người phù hợp hơn. Tuổi Ất Mão với bề ngoài mềm mại và nhạy cảm, họ có đời sống nội tâm rất phong phú, cảm xúc của họ có thể thay đổi nhanh như thời tiết, họ vừa vui đó, lại có thể buồn ngay. Luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, Ất Mão hiếm khi cao giọng hoặc tỏ vẻ khó chịu quá mức, đôi khi nếu cơn giận lên đến tột đỉnh, họ cũng có vẻ khó kiềm chế mình. Nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh, như cơn giông ngày hè, tốc độ thay đổi cảm xúc cũng như dòng chảy của suy nghĩ thường khiến họ cảm thấy nôn nóng. Ất Mão không thích lãng phí thời gian và khó lòng hiểu nổi vì sao những người khác không nhanh nhẹn như mình. Điều này có thể khiến những người xung quanh khó chịu, nhất là nếu họ coi sự thiếu kiên nhẫn của Ất Mão là biểu hiện của thói khinh bỉ, ngạo mạn, rất thích được yên ổn. Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột, họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người và vì vậy, họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm, chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào, vì vậy họ được coi là người bạn đáng tin cậy. Với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyện giữa những người bạn trong công việc. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ nhưng làm việc rất hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi hò hẹn, họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây chói, thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người, khi đùa giỡn với người thứ ba. Họ xem đó như một trò chơi, nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, thì cuối cùng họ cũng vẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nữ mệnh tuổi Ất Mão thường dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Sẽ chỉ là uổng công nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định trong quan hệ thân mật. Họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dồn toàn bộ sức lực và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc, bản chất hào phóng và hòa đồng giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được, nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Nữ mệnh tuổi Ất Mão thì thông minh, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo, người mà sinh vào mùa xuân và mùa hạ được hưởng cao phúc với trường thọ. Còn người sinh vào mùa thu và mùa đông không lo cơm ăn áo mặc, còn người sinh vào bá an ngày sẽ được an nhàn hưởng phúc. Người sinh vào ban đêm thì không lo lắng. Những điểm lớn nhất của người sinh năm Ất Mão là thiếu sự quyết đoán khi đứng trước các quyết định lựa chọn. Nguyên nhân là bởi họ rất hòa nhã, muốn bảo vệ hòa bình, hòa khí và không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Họ cũng không thích người khác nói nặng hay là bình phẩm về bản thân mình, mà giả sử như có điều này xảy ra thì họ cũng chẳng hề quan tâm. Đây chỉ là sự thể hiện bên ngoài cho người khác, không thấy được tính cách xấu của mình, nhưng nội tâm bên trong thì hoàn toàn trái ngược, có thể khiến cho bản thân họ bị xuống tinh thần và thất bại ngay sau đó. Một ai đó thể hiện sự chăm sóc và để ý tới người tuổi Ất Mão thì họ sẽ dễ tin và yêu thương hết mực. Đây là một điểm yếu đặc trưng cần phải sửa, đôi khi người ta tốt là có mục đích. Ngược lại, ai không thích họ thì người tuổi Ất Mão sẽ không ưa ngay. Họ không ghét việc trở thành tâm điểm chú ý trong đám đông, nhưng lại ghét sự cạnh tranh. Bởi vậy trong cuộc đời họ có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ đều rất tốt đẹp. Còn trong công việc thì Ất Mão rất có trách nhiệm, tận tụy và yêu thích công việc mình đang làm. Nếu may mắn được làm đúng việc bản thân yêu thích, họ sẽ gắn bó và nỗ lực hết mình để thành công.
Người sinh năm này giàu trí tưởng tượng, họ không thích sự nhàm chán, lặp lại tầm thường và rất coi trọng tính độc đáo, khác biệt. Nhìn chung năm giới tuổi Ất Mão có cuộc đời khá tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác, nhưng tinh thần lại rất sung sướng, cuộc đời không quá khổ cực cho lắm. Được hưởng số giàu sang sung túc nhờ may mắn, thời kỳ hậu vận thì có tiền bạc đủ đầy, còn nữ giới tuổi Ất Mão có nhiều lo phiền ở tiền vận, số không được sung sướng. Nhưng đến thời kỳ trung vận sẽ gặp được nhiều may mắn về tài lộc, nhưng vẫn còn nhiều lo phiền, còn tới tận hậu vận mới thực sự được sung sướng, an nhàn từ sự nghiệp. Ất Mão luôn cần cù chăm chỉ mà chẳng bao giờ sợ hãi hay là đầu hàng trước khó khăn, họ chẳng bao giờ biết nịnh nọt ai và cũng chẳng bao giờ tranh cướp của ai cả, họ chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mà luôn được mọi người đánh giá rất cao, vì cho rằng họ xứng đáng nhận được sự khen thưởng của cấp trên là điều tất nhiên. Ất Mão là người thành thật nhưng lại có con mắt rất tinh đời, họ biết rằng lúc nào mình nên làm việc gì, khi nào mình cần phải thể hiện năng lực cho người khác biết. Nhờ chọn đúng thời điểm chứng minh bản thân mà họ giỏi nắm bắt cơ hội một cách rất dễ dàng và nắm chắc cơ hội thăng tiến trong tay, về sau chắc chắn sẽ là người trước cao vọng trọng. Vận mệnh Ất Mão khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây đều là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được, tuy nhiên không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Ất Mão được thiên phú, tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào và hãnh diện. Đến khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích nên kiến thức uyên bác và sâu rộng. Còn trong công việc thì họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Ất Mão phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh. Đặc biệt tuổi này có lộc nên kinh doanh có duyên buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay là các lĩnh vực như văn phòng, liên quan đến gỗ, sấy, quần áo, vải vóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Ất Mão dễ bị hao tốn tiền nong lãng phí vì cách sống. Nhờ có tài lộc lại hưởng lộc nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi, nhiều người đã có sự tích lũy tiền bạc rồi, càng về già thì cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Ất Mão phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ càng và cẩn thận như vấn đề doanh nghiệp, biên dịch, cố vấn, vì chính tính cách của họ đã luôn thận trọng. Khi làm các công việc này thì khả năng, năng lực của họ sẽ được thể hiện rất rõ. Không những thế, nhờ mối quan hệ bên ngoài hoàn hảo, nên các nghề như lễ tân, tiếp thị đều phù hợp để thể hiện được đúng tính cách, có thể phát triển và hoàn thiện được bản thân. Ất Mão không nên thử sức với những người có tính khốc liệt, cạnh tranh, vì họ không phù hợp. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Ất Mão sinh 1975, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi chọn đời tuổi Ất Mão 1975, cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm biến cố, vất vả từ trong trứng, nhưng nhờ nghị lực và lòng quyết tâm, con giáp này vẫn bền bỉ với thời gian. Từ 50 tuổi trở đi, sau khi thoát khỏi đại hạn 49, tuổi Ất Mão có sự phát triển về sự nghiệp được nhanh chóng, nhận được nhiều sự hậu thuẫn của các tinh soi chiếu, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió, làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Trong công việc, nhờ vào con mắt tinh tế, sự hiểu biết và thông minh của mình mà tuổi Ất Mão đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến chính trị và nghệ thuật. Họ là những người không thích sự cạnh tranh và luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Ất Mão giỏi trong kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Ất Mão với lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này đa số hay bảo thủ, cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất kỳ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Ất Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Với tính cách ôn hòa, dịu dàng, tuổi Ất Mão thường có cuộc sống an nhàn, bình yên, họ biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt. Bởi vậy, dù trong những lúc gặp khó khăn sóng gió, thì tuổi Ất Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý, tin tưởng,
Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Ất Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Đặc biệt là ở tuổi 50, con giáp này có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào lúc trung vận có được nhiều kết quả tốt đẹp, vào hậu vận thì được đầy đủ và an nhàn, sung sướng. Tóm lại, tuổi Ất Mão tạo được nhiều tốt đẹp và phước lành cho tận nhiều đời sau, con cái sự nghiệp nối tiếp nhau thành danh, tiếng vang muôn đời. Tuy Ất Mão làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, nhưng họ có nhược điểm là chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Ất Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Cần sửa chữa điểm này sẽ giúp Ất Mão càng tiến xa hơn nữa trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi thì thấy rằng những chú mèo được các tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn, may mắn có được sự giúp đỡ của quý nhân. Chính vì thế quý mệnh chủ dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở. Tuy trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên đồng nghiệp tin tưởng đánh giá cao và sẽ đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương, tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển, tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, khiến người khác ngưỡng mộ. Nhờ nhân duyên tốt cũng sẽ khiến Ất Mão có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Rồi cũng có một vài thời điểm mọi chuyện không diễn tiến theo như ý muốn, thậm chí còn bị nghi ngờ về con đường mình đã chọn. Nhưng thật may là không vì mọi người coi thường mà xem nhẹ bản thân, ngược lại càng thêm dũng cảm, bền bỉ chứng minh mình đang làm đúng. Ất Mão cứ lặng thầm nhưng sôi sục cố gắng từng ngày, vì vậy không có gì lạ khi trong thời gian tới sẽ gặt hái được thành quả vô cùng xứng đáng, công danh tiền bạc đổ về không ngớt. Ở giai đoạn quan trọng này, cũng đã dần khắc phục được những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân và tự tin bước trên con đường kiếm tiền, vận may kéo dài. Không có gì thay đổi thì cát tinh, thần tài, rồi quý nhân như khách quen đến nhà, Ất Mão lúc này thực sự có thể mở rộng tầm nhìn và có cuộc sống bước sang một trang hoàn toàn mới. Xét về phương diện sức khỏe. Với tất cả những rủi ro về áp lực công việc, tình cảm gia đạo, sức khỏe của Ất Mão khi trưởng thành không được tốt, những áp lực trong cuộc sống có thể khiến quý mệnh chủ gặp phải một số bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày và gặp một số hậu quả nghiêm trọng và nên cẩn trọng khi đi xe, thắt đai an toàn và không đi một mình. Nếu có kế hoạch đi du lịch dài hạn hay đi xa thì nên tạm hoãn lại đến năm sau. Nếu mắc một số bệnh cũ thì nên tái khám thường xuyên, tránh để bệnh nặng thêm sẽ khó qua khỏi. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi chọn đời thì thấy rằng tuổi Ất Mão đúng bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng, trong tình cảm sóng gió nhiều. Thường có những cuộc tranh luận mâu thuẫn, ghen tuông, nhưng có những lúc mãnh liệt trào dâng, Ất Mão sẽ cảm thấy sự sâu lắng, bề ngoài thì sôi nổi. Còn trong nội tâm thì luôn quan tâm đến người khác, nhờ phúc đức và có tài bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của can chi, cho nên cuộc sống của Ất Mão luôn đầy đủ và hạnh phúc. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, chi tiết qua các năm, cụ thể vận trình như sau. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Tý. Trong năm Tý này, người tuổi Ất Mão vận trình khá tốt, gặp nhiều may mắn, phúc tinh lâm môn, vạn sự cát tường, tuy giữa năm có vài trắc trở, thế nhưng đến cuối năm chuyện tốt liên tiếp đến gần, tháng tốt cho bản mệnh là tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, năm này gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi liên miên, song nhờ có chín cung tại mệnh nên chờ mọi chuyện qua đi thì sẽ bình an, trong năm cầu tài đại lợi, nửa cuối năm vận may càng trở nên mạnh hơn. Nếu bản mệnh biết cách nắm bắt thời cơ thì sẽ phát tài phát lộc, nhưng đừng vì thế mà quá tự cao, sẽ khiến người khác nảy tâm đố kỵ mà khiến bạn gặp nhiều rắc rối. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Sửu. Trong năm này là năm khó khăn của Ất Mão, bản mệnh làm chuyện gì cũng gặp khó khăn, tài lộc của năm trước tới năm nay dường như biến mất. Hãy nên chú ý đến sức khỏe, mọi chuyện đều phải cẩn trọng, suy xét để tránh hậu họa về sau, tới cuối năm vận đen mới được hóa giải. Lúc đó làm việc sẽ thành công, nếu nắm bắt được thời cơ thì phúc họa sẽ cân bằng, sẽ gặp nhiều chuyện tốt, đến 6 tháng cuối năm, tốt hơn 6 tháng đầu năm. Đặc biệt là tháng 7 và tháng 10, trong năm Sửu, vẫn thấy người tuổi Ất Mão không tốt. Hãy nên chú ý phòng tai nạn bất ngờ, tránh đầu tư mù quáng và mạo hiểm. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Dần. Ất Mão trong năm này bị mệnh tinh chiếu rọi nên sức khỏe cần phải chú ý nhiều hơn. Giữa năm âm khí nặng, không nên đi xa,
Sau Đông thì mọi tai ách sẽ qua đi, vận may sẽ tới. Năm Dần là năm không được thuận lợi, thế nên cần phải nhẫn nại, đừng vì thất bại mà nản lòng nhụt chí. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì chắc chắn đầu tư sẽ thành công. Phát tài phát lộc tháng 2, tháng 6 và tháng 9 âm lịch là 3 tháng vận thế khá tốt. Bản mệnh nên đi đền chùa cầu bình an, nhờ Bồ Tát phù hộ độ trì cho qua cơn vận hạn. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Mão. Trong năm này, tuổi Ất Mão sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành, bản mệnh chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức, mưu sự tất thành, mọi việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Chuyện kinh doanh cực kỳ phát đạt, danh lợi đủ đầy, đầu năm vận thế bình bình nên lấy lùi làm tiến. Đây là năm Ất Mão dốc sức thể hiện năng lực của bản thân, cũng là năm nên tích trữ của cải. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bản mệnh hãy nên nắm chắc cơ hội trong tay thì sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, kiếm tiền đến với mình. Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo, đừng quá vội vàng quyết định. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Thìn. Trong năm có sao Thái Âm soi đường, cho nên Ất Mão năm nay phải đi lại rất nhiều, đôi lúc gặp chuyện xui rủi, song không có gì đáng ngại. Nếu biết nhẫn nhịn, lấy lùi làm tiến thì sẽ hóa giải được nhiều điều khó khăn, trở ngại. Đầu năm nên chọn thời cơ để hành sự, cuối năm thuận thế mà làm, cẩn thận chú ý khi tham gia giao thông. Trong năm cầu tài không thuận, phải đặc biệt cẩn trọng giữ mình, đừng hấp tấp vội vàng mà rước họa thị phi, hạn chế quản chuyện không đâu mà rước họa vào thân. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Tỵ. Sự nghiệp năm này của Ất Mão gặp nhiều trắc trở, lên xuống thất thường, dù không gặp tổn thất lớn nhưng cũng lao tâm khổ tứ, có được bình an, nửa cuối năm khó khăn sẽ dần giảm bớt, mọi chuyện có phần khởi sắc, may mắn bất ngờ sẽ tới, lúc này sự nghiệp cũng sẽ phát triển thuận lợi, có cơ hội phát tài, thịnh vượng, bản mệnh hãy nên tỉnh táo nắm bắt, đừng để thời cơ qua đi thì dù hối hận cũng đã muộn, dù làm gì, đầu tư vào đâu cũng cần chọn người đáng tin, việc kinh doanh tất sẽ thịnh vượng. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Ngọ. Nhờ hỷ tinh soi sáng nên chỉ 3 tháng đầu năm phải chịu vất vả, sau đó mọi vận đen sẽ bị xua tan. Nữ mệnh tuổi Ất Mão, tình duyên trong năm có nhiều biến chuyển, nam mệnh mảnh tướng, đào hoa, song nên cân nhắc kỹ càng, kẻo lại vì tình mà tiền tài thất thoát. Trong năm khó tránh khỏi sẽ gặp chút rắc rối, tuy nhiên, bản mệnh nhẫn nhịn thì mọi sự tốt lành, trong năm chớ xa đà nữ sắc, đam mê cờ bạc. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Mùi. Trong năm Mùi, người tuổi Ất Mão sẽ có vận may bất ngờ, tuy nhiên, chuyện kinh doanh không được thuận lợi, đường cầu tài gặp nhiều trắc trở. Cuối năm sự nghiệp hanh thông, song tối kỵ, đừng vội vàng quyết định bất cứ việc gì, đề phòng phạm cung quỷ, bị tiểu nhân hãm hại. Cả năm vất vả làm ăn mà kết quả chẳng đáng là bao, bản mệnh nên giữ cho tâm an, tinh thần thư thái thì sẽ làm nên. Vận thế trong năm Mùi không có may mắn về tài lộc, cho nên hãy lượng sức mình mà cần kiệm, làm ăn chớ ham lợi danh mà theo lĩnh vực mới, nên kết giao bạn bè, nhờ thế sẽ có quý nhân giúp đỡ. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Thân. Trong năm Thân vận hạn cuốn quanh người tuổi Ất Mão, hãy cẩn trọng chú ý đến sức khỏe, mọi chuyện không được suôn sẻ, song nhờ sao Nguyệt Đức soi đường nên trong hoạn nạn lại được hóa giải. Nữ mệnh nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi, nam mệnh nên chú ý tránh xa cờ bạc, an phận làm ăn thì sẽ được bình an. Trong năm này, vì hung nhiều các ít, bản mệnh nên năn đi chùa cầu Phật, nhờ Bồ Tát phù hộ. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Dậu. Ất Mão trong năm Dậu ắt gặp hạn lớn, không tiền tài thất thoát thì sức khỏe có vấn đề, giữa năm nên cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân ngán đường, cuối năm mọi chuyện tự nhiên suôn sẻ, tốt đẹp, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần để tránh bất ngờ, khi gặp khó khăn, cố gắng giữ ý chí kiên cường, nếu cần thiết thì nhờ cậy anh em, bạn bè giúp đỡ, chú ý tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 8 âm lịch, cần cẩn thận chi tiêu, tăng cường quản lý tài chính, tháng tốt là tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Nếu rảnh rỗi thì bản mệnh nên đi lễ chùa, cầu Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, chỉ cần lòng thành tâm thì sẽ linh ứng, qua năm vạn sự bình an. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Tuất. Trong năm Tuất, Ất Mão được sao tử vi chiếu mệnh, kinh doanh phát tài, sự nghiệp cũng thành công, đừng nên tham lam mà phải biết điểm dừng, nếu không sẽ mất hết phúc phần không có duyên thu hoạch. Vận khí năm này vô cùng tốt đẹp,
là cơ hội để kiếm tiền. Nếu chuyên tâm dốc sức vào làm ăn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy nên quan tâm chăm sóc phúc lợi cho nhân viên dưới quyền thì tiền bạc sẽ dồi dào. Nếu đi hành thiện tích đức, lấy nhân nghĩa làm đầu thì tất được bình an trong năm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mưu sự tất thắng, vạn sự tất thành. Vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp năm Hợi. Trong năm này, bạch hổ lâm môn, thiên tai, địa khúc, tiểu nhân ngán trở, người tuổi Ất Mão nên đi về hướng đông cầu duyên thì cơ may chuyển bi thành hỷ, gặp họa hóa lành, đại sự làm nên. Trong năm ra ngoài phải chú ý an toàn, cẩn thận xe cộ, hoặc cũng có thể do cố ý hãm hại, chớ rảnh rỗi, quản chuyện không đâu mà tai họa có thể từ đó mà ra. Nên quan tâm chăm sóc cho mối quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm, oan gia nên giải không nên kết. Tuyệt đối không qua lại với bạn bè xấu để tránh bị dụ dỗ, lôi kéo, làm chuyện bất nhân. Nhờ có phương thần phù hộ nên trong năm tất được bình an. Như chúng ta đã biết, về lý luận thập thần cung tử vi đổ số là có rất nhiều yếu tố cấu thành nên một lá số tử vi hoàn chỉnh cho một người. Và trong đó có ngày sinh là yếu tố không thể không kể đến khi quyết định vận mệnh của người đó. Trong đó coi những ngày sinh được cho là đại các hy sinh. Những ngày này thì tốt số hơn người. Và sau đây là vận mệnh ngày sinh cho người tuổi Ất Mão sinh 1975. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 1 âm lịch. Là người thông minh, hiếu động, tính cách trung hậu, chính trực, trọng nghĩa khinh tài, thích giúp người khác. Người này có tấm lòng lương thiện, tích nhiều phúc đức, lại có tài cán làm việc chăm chỉ, cho nên cuộc đời hanh thông suôn sẻ. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 6 âm lịch, tính tình trung hậu, hiền lành, nhân đức cơ sở công chính, nhân duyên tốt đẹp, nam nữ đều làm mánh có gia trạch hạnh phúc. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 7 âm lịch thì rất thông minh, lanh lợi làm việc, chuyên tâm chăm chỉ, có đầu có cuối, kiên trì nhẫn nại giao lưu, bạn bè thì tốt, nên thường được giúp đỡ, cả đời hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 10 âm lịch, có vận trình tình cảm cực kỳ tốt, tình yêu ngọt ngào, gặp được bạn đời hợp ý, tài lộc, không thiếu gia nghiệp, may mắn cả tình lẫn tiền đều như ý. Một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi Ất Mão là ngày 18 âm lịch, con người có nhân phẩm đạo đức tốt, cao thượng thì được người khác kính trọng, trung niên vẫn hưởng phúc an nhàn tuổi già. Người tuổi Mão sinh ngày 26 âm lịch thì có năng lực xuất chúng, thông minh, nhanh nhẹn, giỏi về tính toán và chuẩn bị một đời vinh hiển đạt, nhiều thành tựu, tuổi già sẽ an ổn, hưởng thọ lâu dài. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết, vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, thời điểm này trong năm vào tiết Tân Xuân là lúc hoan hỷ mừng đón xuân về, nên người này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời. Cuộc đời no ấm, đủ đầy, tuy nhiên, người này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vạy ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ cho, thì số phận bớt long đong, nên tìm công việc thực tế, an phận làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 2, âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi. Người này tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba, bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tiền đồ sáng lạn. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản thân người này sẽ ngày càng thêm mạnh mẽ hơn. Có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng âm lịch vào tiết Thanh Minh, đất trời giao hòa, phúc lộc tràn trề, bất kể là nam hay nữ, thì đây đều là người có phúc. Người này thông minh, lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người. Xem vận mệnh của người tuổi này, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người, dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mình muốn, họ dựa vào chính sức mình và năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp, phúc lộc từ cha mẹ, anh em chẳng được là bao, phải tự thân vận động, không trông cậy được vào ai. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 4 âm lịch.
tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ trong năm, tuy tiết trời chuyển sang nóng bức nhưng cây cối lại xung xuê tươi tốt. Xem vận mệnh của người tuổi này thì đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời, tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần hơi hướng ngoại, đa tài, học rộng biết nhiều. Bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ thì người này đều có thể tạo dựng được sự nghiệp, học võ là tướng tài mà học văn là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng, cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa. Con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý, cuộc đời người này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý vượng phát. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng vào tiết mang trùng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, đều công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi, tuy tiền vẫn có phần khốn khó, nhưng tới trung vận và hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai sánh bằng. Người này có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn, buôn bán, tự tay gây dựng sự nghiệp, tuy nhiên họ lại rất nho nhã, biết tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người, là người chân thành, chính trực nên cũng được nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Cuộc đời người này êm đềm, không phải trải qua đại nạn, cũng không gặp phải nguy nan, vạn sự thuận lợi, như ý đại cát đại lợi. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi, vận mệnh của người tuổi này cũng theo đó mà được hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo, xuất chúng, giỏi bao quát, trên con đường công danh, sự nghiệp, người này trăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người này tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy, họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì, mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý, tài chính hơn người, nhân cách cũng chính trực, cao sang. Người tuổi này có tài lộc dư giả, cơm no áo ấm, chẳng bao giờ lo túng thiếu, nếu theo con đường văn thơ, nghệ thuật, họ có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài thơ văn ấy. Có điều, dù làm gì thì cũng đều phải tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phúc mỏng, chẳng được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi, người này tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ tới việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai, đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cũng chẳng từ làm việc tốt, không chờ ơn báo đáp. Vận mệnh của người tuổi này khá tốt, nhiều người có thể là một quan chức, bỗng lọc đầy tay, công danh hiển hách cho đến hết đời. Khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề, nên con đường thăng tiến hanh thông, rộng mở, đường tài lộc cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điểm báo phát. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người này ý chí không được kiên cường cho lắm, họ có chức vị đấy, nhưng an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biến, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. Tuy số phận không bạc đãi, chẳng đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể xem là đại phú, đại cát, chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng, không biết đủ, mà oán trách ông trời, than thân mình sinh ra không gặp thời, ý chí lại càng thêm sa sút, nản lòng, nhục chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói, khuyết điểm lớn nhất của người này chính là không có tinh thần cầu tiến. Nếu có thể khắc phục được điểm này, chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến không tồi. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm theo lịch cổ là tiết lập đông, đất trời chuyển sang lạnh lẽo, cô liêu, người này từ nhỏ đã mang mệnh cô đơn, sẵn sàng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân. Tính cách có phần lập dị, họ sống cô độc, không thích hoạt động xã giao, chỉ thích nhốt mình trong một nơi an toàn, không ai hay biết, phẩm chất thanh cao, thậm chí có phần tự phụ. Người tuổi Ất Mão sinh tháng này không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào, họ không thích nổi bật, không thích đứng ra trước chốn đông người. Tuy trong đời khó tránh khỏi những lúc hung hiểm, gặp phải nguy nan,
song người này được quý nhân phù trợ nên đều có thể hóa nguy thành an, thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này có thể coi là mang mệnh đa tài, đa nghệ, họ thông minh, lanh lợi, tuy nhiên tổ nghiệp lạnh lẽo nên phải tha phương cầu thực, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, anh em trong nhà sức hèn lực mỏng, không giúp được gì nhiều, bản thân họ cũng phải chịu nhiều nỗi đa đoan, chỉ mong người giúp đỡ mà không tìm được nơi để bấu víu vào. Về cơ bản, đây là người trọng nghĩa, khinh tài, rất yêu quý bạn bè, tài lộc dễ tụ nhưng cũng dễ tan, tiền vận tài khí đủ đầy, vạn sự như ý, song phải tới năm 39, 40 tuổi thì mới có và phát đạt, phú quý hơn người. Số mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng này có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, trùng với tiết Tiểu Hàn, người này tư chất thông minh, đỉnh ngộ, khéo léo, giàu sang, họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì, nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai, tiêu diêu tự tại, chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì, là người khoan dung, độ lượng. Người này tính tình phóng khoáng, lại được trời thương, nên tài lộc dồi dào, tiền bạc dư roi, từ trung vận không nhờ cậy đến ai, mà tự tay gây dựng cơ đồ, dần dần đạt mức vinh hoa, phú quý. Có người giúp đỡ, có thần tài trợ lực, người này kết hôn muộn thì dễ tìm được người tâm đầu ý hợp, từ năm 40 đến 45 tuổi, có thể nhìn thấy con cái thành danh, gia sản trong nhà ngày càng thêm sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình có thể trải qua nhiều điều không như ý, hung họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào, chớ lơ là cảnh giác để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình. Quý vị thân mến, ở độ tuổi 50, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, số phận của Ất Mão sẽ thay đổi. Trong cuộc sống, Ất Mão thường bối rối trước vẻ bề ngoài, mắc kẹt trong thành công hay thất bại, bị ám ảnh bởi danh vọng và tài sản, hoặc chìm đắm vào những mất mát, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc. Những trạng thái khác biệt sẽ giúp Ất Mão hiểu rõ bản thân, phá bỏ những ảo tưởng bên ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giới bên trong. Vì vậy, Ất Mão càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời. Đặc biệt ở tuổi 50, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, tín chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó, 3 trạng thái cao nhất của đời người là gì? 1. Hiểu bản thân. Nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi, người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những Ất Mão thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh, nhìn lại bản thân mình. Ông mới nhận ra, khi tập luyện bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ, ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Phiên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thả trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận bị của trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý, chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên dao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Tập trung vào hiện tại,
thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi Ất Mão hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. 3. Hiểu nhân sinh. Lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng, người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi Ất Mão đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, tín chủ sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì, đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói, đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi không nỡ để anh tay không đi về, trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm, đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng, thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa, ông giật mình, sau đó vui vẻ nói, tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu, Ất Mão hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu tín chủ, Ất Mão lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với Ất Mão. Lần lượt đi qua 3 giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, tín chủ đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.